Xây dựng Nhiên Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em Nhiên dọn kho thanh lý cho cô bác anh chị mình. Ấy bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Ấy ngày hôm nay thì em dọn kho này. Đấy, và em dọn ra được một số thùng cô bác anh chị mình. Thùng bé, thùng lớn thì đều có hết cô bác anh chị mình nhá. Ấy bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Đấy, như cái thùng bu lông này. Đấy, cái thùng mà đựng bu lông này. Đấy, như cái thùng này thì bên em Nhiên thanh lý với giá là 20.000 cô bác anh chị mình nhá. Đấy, như cái thùng đựng bu lông này là giá là 20.000 này. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu cái thùng đựng máy mài này. Đây. Thùng đựng máy mài bên em có luôn cả thùng đựng máy mài cho cô bác anh chị mình nhá. Đấy, thùng đựng máy mài này thì em Nhiên thanh lý là 30.000 một thùng này. Đấy. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy, thùng đựng máy mài đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, còn qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Ai bác nào nhu cầu về tay cầm này. Ai tay cầm trợ lực của khoan bê tông nhá. Đấy, bên em bán với giá chỉ có là 20.000 một cái thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, cái tay cầm trợ lực này. Tay cầm trợ lực của khoan bê tông này. Bác nào mà sử dụng khoan ba chức năng mà mất cái tay cầm thì cô bác anh chị mình có thể sắm tay cầm ngay cho em nhá. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Đấy, nhanh tay cô bác anh chị mình nhá. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Đấy, cái đầu chuyển cơ lỏng sang máy khoan nhá. Cái này thì đã qua sử dụng rồi các bác nhá, nhưng mà không phải là xài nhiều, chỉ xài một lần hai lần thôi. Em Nhiên thanh lý với giá là 50.000 luôn cô bác anh chị mình. Đấy, đầu cơ lỏng này. Đấy, cái này thì chuyển sang máy khoan cô bác anh chị mình nhé. Chuyển từ máy khoan sang đầu cơ lỏng các bác nhá. Giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, đèn này. Đấy, đèn này lúc trước em bán là 120, hôm nay hôm thanh lý cho luôn cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Đèn 5 bóng nhá, đèn đổi đầu 5 bóng các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy, đèn đổi đầu 5 bóng này. Búa này. Đấy, búa này em thanh lý với giá là 10.000 một cái cô bác anh chị mình này. Búa cô bác anh chị mình nhá. Rồi có bác nào nhu cầu về thân khoan pin ạ? Đây, thân khoan 13 ly cô bác anh chị mình. Thân khoan 13 ly bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 400.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Thân này là thân từ. Đấy, thân từ cô bác anh chị mình giá chỉ có là 400.000 thôi. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi tiếp thêm Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô rửa xe pin của Dewatt cô bác anh chị mình nhá. Cái dòng này thì sẽ là hai pin, một sạc và một thân máy này. Đây, nói chung là đầy đủ phụ kiện rồi. Đấy, các bác có thể mua về rửa xe pin hoặc là các bác tưới cây, tưới lan cái cảnh các bác có thể sử dụng cái loại này cho em. Đấy. Và cái hàng này thì bên em ngày hôm nay em thanh lý với giá cực kỳ siêu rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt này thì liên hệ ngay cho em này. Giá chỉ có là 980.000 thôi các bác nhá. 980.000 một bộ như thế này thôi, giá là siêu rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Rửa xe pin các bác nhá. Nhu cầu mũi khoan các bác nhá, mũi khoan tháp này. Đấy. Bên em ngày hôm nay em về một cái bộ này siêu chất siêu lì luôn cô cho cô bác anh chị mình. Đấy, mũi khoan này. Đấy, mũi khoan tháp này. Cái này thì có 3 mũi khoan tháp và đây và thêm 3 mũi khoan thẳng như thế này nữa các bác nhá. Đấy, rất xịn sò luôn. Mà giá em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 100.000 một bộ như thế này thôi cô bác anh chị mình nhá. 100.000 một bộ thôi, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô dây dù các bác nhá. Đây, dây dù này thì giá chỉ có là 10.000 một cuộn thôi. 10.000 một cuộn thôi cô bác anh chị mình, giá là cực kỳ rẻ luôn các bác này. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Đấy, bác nào chốt liên hệ ngay cho em. Rồi, qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây. Đây, thuốc chuột các bác nhá. Đấy, cái này là thuốc chuột của Thái Lan. Đấy, chuột ăn vào thì nó sẽ tự động chết cho cô bác anh chị mình. Đấy, nó sẽ tìm nơi thoáng mát chứ nó không sẽ tìm ngóc ngách để chết đâu, nên các bác cứ yên tâm là nó sẽ không bị chết trong nhà đâu các bác nhá. Đấy, và một hộp thuốc chuột này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 25.000 thôi. 25.000 một hộp các bác nhá. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu 7 chuột này, đấy, 7 chuột các bác nhá, 7 chuột thông minh nhá. Giá chỉ có là 15.000 thôi các bác nhá. Đấy, 7 chuột thông minh này giá là 15.000 này. Còn như bác nào ở nhà mình bị ruồi nhiều thì các bác có thể mua miếng dán này để cho ruồi nó bay vào, nó sẽ bị dính vào các bác nhá. Rẻ cực kỳ luôn cô bác anh chị mình ơi. Đấy, 10.000 một tệp như thế này, và một tệp như thế này sẽ có 10 miếng cho cô bác anh chị mình thoải mái sử dụng các bác nhá. Một tệp như thế này là có 10 miếng ở phía trong. Đấy, bác nào nhu cầu mà dính ruồi các bác có thể mua cho em loại này cho cô bác về mình xài này. Đấy, quá tiện các bác nhá. Đấy, rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, có bác nào
nào nhu cầu này, RB7 này thì bên em có hai dòng các bác nhá, một dòng bé và một dòng lớn này. RB7 dòng bé này, giá là 30.000 một lọ các bác nhá. 30.000 một lọ này, còn nếu như các bác nào mà lấy dòng lớn này, đây. Dòng lớn đây các bác nhá, 498ml này. Đấy. Giá chỉ có là 50.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình. Gấp đôi mà giá thì cực kỳ rẻ các bác nhá. Đấy. Lượng gấp đôi mà giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn đây là lò xịt chống thấm các bác nhá. Đấy, bác nào đang còn chờ xịt chống thấm thì các bác có thể đặt ở bên em này, giá chỉ có là 30.000 thôi. Đấy, ngoài xịt chống thấm ra thì bên em còn có băng keo chống dột luôn cô bác anh chị mình. Đấy, băng keo chống dột các bác nhá. Cái này thì bản 5cm thì bên em đang thanh lý với giá là 20.000. Còn như bác nào mà lấy cái bản 10cm thì bên em thanh lý với giá là 50.000 cô bác anh chị mình. Đấy, giá là cực kỳ rẻ cho cô bác anh chị mình rồi nhá. Đấy, tiếp theo em nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Đấy, cái này là dụng cụ lấy cắt tỉa lông mùi này. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 40.000 thôi, cắt tỉa lông mùi này. Còn qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, đuôi đèn cảm biến các bác nhá. Đuôi đèn cảm biến này, đuôi đèn này thì cô bác anh chị nào mà có người già và trẻ nhỏ buổi tối hay đi vệ sinh này thì các bác có thể lắp ngay ở cửa nhà này, cửa buồng này hoặc là cửa nhà vệ sinh cho em, hoặc hành lang đi lại. Đấy, người đi đến đâu thì đèn nó sẽ đỏ đến đấy. Đấy, và người đi qua thì nó sẽ tự động tắt cho cô bác anh chị mình. Đấy, và em nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 60.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 60.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp này. Đây, băng keo dán điện nha các bác nhá. Hàng xịn, hàng tốt luôn cô bác anh chị mình. Đấy, hàng công ty luôn cô bác anh chị mình nhá. Giá chỉ có là 5.000 một cuộn thôi. Băng keo điện này, giá chỉ có là 5.000 một cuộn này. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, đèn nháy đây, để phục vụ Noel, phục vụ Tết này, bên em về rất nhiều luôn. Đấy, nhưng mà để đấy lát nữa em sẽ giới thiệu cho cô bác anh chị mình. Đấy, trước tiên thì bên em sẽ qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, bộ ấm trà các bác nhá. Bộ này thì đi kèm là sẽ có 6 tách trà. Đấy. Và đồ đựng trà đây cô bác anh chị mình. Đấy, và đây là ấm này. Đấy, bên em nhiên đang thanh lý với giá là 140.000. Các bác có thể mua về làm quà tặng hoặc là các bác xài cũng ok lắm các bác nhá. Đấy, cái hộp này các bác này. Đấy, các bác làm quà tặng là quá xịn sò luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 140.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy. Đèn. Đấy. Đấy. Đèn này thì trang trí sân vườn cho em các bác nhá. Đấy. Đèn trang trí sân vườn cho em này. Đấy, cái này thì các bác có thể đi chơi picnic cho em nhá. Giá chỉ có là 120.000 thôi. Đèn bảo các bác nhá. Đèn bảo đây các bác này. Đấy, có chỉnh ánh sáng tối sáng cho cô bác anh chị mình. 120.000 thôi cô bác anh chị mình này. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. Quá rẻ này. Đấy. Còn đây là dây đèn LED 10m các bác nhá. Dây đèn LED 10m các bác có thể kết nối USB này, nó sẽ nhấp nháy theo nhạc cho cô bác anh chị mình. Kết nối điện thoại này. Đấy. Đầu dắt là đầu dắt USB này, các bác có điều khiển remote từ xa luôn. Và mình có thể là kết nối qua điện thoại cho các bác luôn nhá. Kết nối Bluetooth này. Đấy. Giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy. Em sẽ bấm này. Đấy, cực kỳ tiện các bác nhỉ. Đấy. Các bác muốn nhanh chậm gì thì các bác có thể điều chỉnh này. Đấy. Ok chưa? Đấy. Đấy, đẹp chưa? Đẹp lung linh. Cái này dây của nó là tầm 10m các bác nhá. Em để chế độ auto này. Đấy. Đấy, các bác thích chuyển màu gì thì các bác chuyển nhá. Giá chỉ có là 90.000 thôi. Đấy, 10m các bác nhá, 10m này. Đấy, và một cái cuộn như thế này là 10m các bác kết nối điện thoại cho em nhá. Đó, rất ok luôn. Còn như bác nào mà không thích loại đấy thì các bác có thể sử dụng cái đèn xoay vũ trường này cho em. Đèn xoay vũ trường này thì bên em nhiên đang bán với giá là 50.000 thôi. Đấy, các bác có thể lắp ở ngay cái cửa nhà hoặc là trong phòng ngủ của mình. Đấy, cực kỳ đẹp các bác nhá. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô bóng đèn nháy này. Đấy, các bác thích màu vàng, màu xanh này hoặc là 7 màu các bác nhá. Màu vàng, màu xanh, 7 màu này. Đấy, quá tiền các bác này. Thích nháy thì nháy mà thích dừng thì dừng các bác nhá. Đấy. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy. Bên em nhiên đang thanh lý giá chỉ có là 180.000 và dây led này thì bên em đang dài của nó là 100m các bác nhá. Đấy, 7 màu này, màu vàng này, màu xanh này. Đấy, giá chỉ có là 180.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em nhiên qua tiếp này, bếp ga du lịch các bác nhá. Đấy, bếp ga du lịch thì bên em nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bếp ga du lịch các bác nhá, 80.000 thôi. Còn đây là bóng đèn này. Đấy, đèn này là đèn ốp tường. Đèn ốp tường, ốp cổng này sử dụng bằng năng lượng mặt trời.
Đấy, ban ngày thì nó sẽ nộp biển vào, ban đêm thì nó sẽ phát sáng cho các bác anh chị mình. Đấy, các bác che lại để kiểm tra hàng này. Đấy, che lại các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 85.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 85.000 thôi. Đấy, còn đây là bộ bài vàng. Bộ bài vàng thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Bộ bài vàng các bác nhá, giá chỉ có là 35.000 thôi. Quá rẻ này. Tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình cân tiểu ly nhá. Cân tiểu ly thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000. Cái này thì mình cân từ 5kg đổ xuống các bác nhá. Cân từ 5kg đổ xuống này. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình. Đấy, khay đựng thức ăn này. Đây, khay đựng thức ăn này các bác cất trong tủ lạnh các bác nhá. Đấy, cái này thì gồm có 5 cái từ bé cho đến lớn này. Kích cỡ là 16, 18, 20, 22, 24. Và cái kích cỡ ngoài này là lớn nhất này, 24 này. Đấy, và bé nhất thì nó nằm ở phía trong các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. 140.000 thôi. Đấy, rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình khi bổ. Đấy, bắn vít các bác nhá. Đây, bổ bắn vít này. Đấy, bổ này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 200.000 thôi. Cái này thì mình có thể đảo chiều được này, đẩy lên thẳng đứng được này. Đấy, cái này thì 4,2V. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Khoan này 21V. 21V Deadmax nha các bác nha. Một pin, một sạc và một thân máy và kèm theo phụ kiện. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 300.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. 300.000 một bộ thôi. Đấy, quá rẻ các bác nha. Cái này thì các bác về phân tường các bác nhá. Phân tường này, bắn vít này, bắn tôn này. Đấy, quá tiền luôn. Giá chỉ có là 300.000 thôi các bác anh chị mình. Còn như bác nào mà xài hàng điện này thì bên em có khoan Kimco Naki này của hàng Nhật Bản các bác nhá. Đầu 13 ly và kèm theo phụ kiện. Giá chỉ có là 280.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô máy thổi bụi hút bụi của khu tan hàng của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, cái này thì công suất của nó là 750W. Cái này thì nó hai chức năng. Đấy, vừa hút vừa thổi cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác nhá. 200.000. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình cái đèn này. Đấy, đèn tay cầm đen các bác nhá. Đấy, cực kỳ sáng luôn. Giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, mình kiểm tra được cái dung lượng pin còn hay hết này. Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 75.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình này. Đấy, chảo tổ ong các bác nhá. Đấy, lòng sâu luôn các bác nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ tầm rớt vào hay mấy, nói chung tầm 30 hoặc 32 gì đấy. Giá chỉ có là 140.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy lòng sâu 2 quai này, lòng sâu 2 quai cho các bác nhá. Đấy, tầm 28 cm này thì giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây. Đấy, bác nào nhu cầu về ấm cúc cu các bác nhá. Ấm cúc cu này, ấm siêu tốc cúc cu này, giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Ấm siêu tốc cúc cu này. Còn như các bác nào nhu cầu phích này, phích của cúc cu này. Đấy. Phích này là dung tích của nó là 3 lít các bác nhá. Đấy, các bác cắm để các bác để ngay phòng khách luôn cũng được. Đấy, giá chỉ có là 180.000 thôi. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây, đèn 4 cánh các bác nha. Đấy, đèn 4 cánh này. Cái này thì các bác vừa sạc này vừa sử dụng được năng lượng mặt trời luôn. Giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. 75.000 thôi các bác nhá. Còn đây là bóng đèn 50W này. Đấy, bên em về một cái lô rất nhiều luôn. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bóng đèn 50W giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Đấy, bóng đèn 50W này. Giá chỉ có là 50.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Còn như bác nào mà nhu cầu về bóng 10W này, đấy, thì giá là 15.000 cô bác anh chị mình nhá. Bóng 10W thì giá chỉ có là 15.000 thôi. Đấy, giá là cực kỳ rẻ các bác nhá. Giá là cực kỳ rẻ luôn. 10W này 15.000 này. Đấy. Ok chưa? Giá cực kỳ rẻ. Đuôi đèn này, đuôi đèn switch này cắm này giá chỉ có là 5.000 một cái các bác nhá. Đuôi đèn cắm là 5.000 một cái này. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị máy hút bụi thổi bụi của Nhật Bản các bác nhá. Đây, giá chỉ có là 180.000 thôi. Sau này là các bác thổi này, đứng trước là các bác hút nhá. Giá chỉ có là 180.000 cô bác anh chị mình. Đấy, tiếp theo em qua tiếp này. Đấy, thân máy cơ kiếm các bác nhá. Đấy, bên em đang thanh lý với giá là 410.000. Đấy, thân máy cơ kiếm này 410.000. Đấy, còn đây là tưới cây xịt cây 2 lít này, giá là 60.000 các bác nhá. Bơm đạp chân này. Đấy,
bơm đạp chân nhá, hai ống nhá. Giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy. Còn đây là ổ khóa chống cắt chống trộm này, 60mm các bác nhá. Giá là 100.000, lưỡi cắt đa năng, cắt mỏi sắt gỗ đá gì cũng được hết. Giá chỉ có là 50.000. Đấy, 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Lưỡi cắt đa năng này. Cái này là lưỡi cắt đa năng, còn đây là lam xích tròn, giá chỉ có là 55.000 thôi. Khò ga thì bên em đang thanh lý với giá là 40.000 cô bác anh chị mình. Đấy, mỏ hàn chì này, giá là 40.000. Chì hàn cũng là giá là 40.000 cô bác anh chị mình nhá. Rồi cô bác anh chị nào nhu cầu về đá cắt ạ, đá cắt của máy cắt sắt loại lớn các bác nhá. Đấy, 4-5 lưỡi thì giá chỉ có 165.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 5 lưỡi giá là 165.000 này. Đấy. Còn đây là dao này, dao thái các bác nhá, 55.000 một cái các bác nhá. 55.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Ổ cắm Thái Lan này bên em đang thanh lý với giá là 50.000. Còn đây là phích này, phích kèm chuôi của nó này. Đấy. 2 mét các bác nhá, 2 mét dây này, giá chỉ có là 25.000 thôi. Còn đây là dây đổi nguồn này, dây đổi nguồn này thì em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 90.000 này. Mài dao ba khe, đấy, giá chỉ có là 25.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Mài dao ba khe là 25.000 này. Đấy. Còn đây là mũi vít này giá là 2.000 một cái, và đầu tôn này giá là 2.000 một cái các bác nhá. Mũi khoan thì 15.000 một đôi này. Đấy. Mũi khoan này giá là 15.000 một đôi của bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình phun sơn này, tách mắc nhá. Đấy, giá chỉ có là 450.000 thôi cô bác anh chị mình. Phun sơn tách mắc này, giá chỉ có là 450.000. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình nhá. Đây, kềm này, kềm bải vàng này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Còn đây là kéo cắt cành của Nhật này, bên em Nhiên thanh lý với giá cũng chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy, vít hai đầu này, vít tăng hai đầu nhá. Vít tăng hai đầu của bác anh chị mình, các bác có thể đổi chiều sang như thế này cho em. Giá chỉ có là 10.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp này, đĩa này, đĩa trưng bày hoa quả để cho các bác đi hay đi thờ cúng này, để xếp tầng xếp lớp lên các bác nhá. Giá chỉ có là 75.000 thôi các bác anh chị mình. Đĩa inox này. Đấy. Đĩa inox các bác nhá, giá chỉ có là 75.000 thôi. Đấy, 5 đĩa các bác nhá. 2 4 5 này. Còn đây là cạy kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật Bản, giá là 110.000. Đấy, bóc cơ nâng cơ này. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá là 40.000 này. Búa này, búa cờ mỉ các bác nhá. Búa cờ mỉ thì bên em có hai dòng, dòng ngắn như thế này thì 50.000, còn dòng dài thì bên em đang thanh lý với giá là 65.000. Qua tiếp cho các bác anh chị này, bút lấy dấu này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, bút lấy dấu là 50.000. Tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây. Lam xích các bác nhá. Đấy, bổ hai pin, một sạc và một thân máy này. Giá của em nó là 350.000. Đấy, 350.000 các bác anh chị mình nhá. 350.000 này. Đấy, còn như bác nào nhu cầu về máy rửa xe pin các bác nhá. Rửa xe pin, một sạc và một thân máy. Đấy, pin trong này là pin 5 cell các bác nhá. Pin 5 cell này. Đấy. Một pin, một máy, một sạc này, giá chỉ có là 260.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 260.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, bổ dầu búc này. Ai bổ dầu búc thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 55.000 một bổ, mà có các bác có tận 5 món các bác nhá. Đấy, bổ dầu búc này, 5 món mà có mà giá chỉ có là 55.000 thôi. Còn ổ mùi này, đây. Bổ mùi khoét này, đấy, giá là 150.000 cô bác anh chị mình nhá. Bổ mùi khoét này giá là 150.000. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị này. Đây, bên em có cái đèn vừa quạt này. Đây, vừa đèn vừa quạt các bác nhá. Cái này thì sạc được năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đầu này là đèn, đầu này là quạt các bác này. Đấy. Các bác có thể sạc được cả điện thoại luôn, giá chỉ có là 100.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Đấy. Quạt này, đấy, giá 100.000 các bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình kilo máy cắt cỏ pin cô bác anh chị mình nhá. Đầy đủ phụ kiện sẽ có là hai pin, một sạc này và lưỡi cắt cô bác anh chị mình. Đấy, rất tiện lợi cho cô bác anh chị nào mà hay đi ngoài đồng này. Đấy, không thích làm việc ở trong nhà mà thích đi mọi nơi cho em này. Đấy. Giá chỉ có là 460.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, hai pin 5 cell các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình kilo mỏ led 12 inch bảy các bác nhá. Đấy, hàng này thì siêu chất lượng luôn cô bác anh chị mình. Đây, có cái bọc nắm luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy.
cái này là 12 inch, hồi xưa em bán là 300.000, nhưng mà bây giờ Thanh Lý với giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. 95.000 thôi. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này, lưỡi cắt Makita 1 tấc 85 các bác nha, của Nhật Bản các bác nha, giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 80.000 thôi. Rồi tiếp theo em nhiên qua tiếp này. Đấy, dầu nóng này, dầu nóng của Hàn Quốc các bác nhá. Giá chỉ có là 110.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy. 110.000 thôi cô bác anh chị mình. Khoan 10 ly mai tanh cô bác anh chị mình, có điều tốc luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy, công suất của nó là 580W, bên em thanh lý với giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá. Đế chuyển máy khoan và đế chuyển máy cắt cô bác anh chị mình nhá. Đấy, đế chuyển máy cắt này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 thôi. Đấy, còn máy mài thì cô bác anh chị nào mà nhu cầu mua máy mài nào thì cô bác có thể liên hệ ngay cho em nhá. Còn như là đế chuyển này, em lắp cái máy mài vào tượng trưng cho cô bác anh chị mình xem thôi. Đấy, đế chuyển này thì giá chỉ có là 250.000. Còn như bác nào mà nhu cầu đế chuyển khoan này, đế chuyển khoan thì giá là 280.000 cô bác anh chị mình nhá. Đế chuyển khoan giá là 280.000 này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình khoan 3 chức năng này. Đấy, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 550.000 thôi. 3 chế độ khoan, khoan búa và búa này. Đấy, giá chỉ có là 550.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Tiếp này, đây, khay đừng mứt này, khay đừng kẹo này, dọn tết cho em này. Đấy, bốn cái khay dưới và một cái khay lớn ở trên. Đấy, và cái khay này thì bên em đang nhiên, em nhiên đang bán với giá là 160.000 thôi các bác nhá. 160.000 này, đấy, giá là cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình. Giá cực kỳ rẻ này, đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Và hôm nay thì bên em nhiên về cái sản phẩm mới này, máy cào râu này. Đây, máy cào râu các bác nhá, 360 độ các bác nhá. Đấy, sạc là sạc trực tiếp ở trên này luôn, cắm điện trực tiếp bằng điện 220V luôn các bác nhá. Đấy, không rườm rà, không dây chạc gì hết. Bấm lên là sử dụng luôn thôi các bác nhá, hai đầu xoáy này. Đấy, giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 thôi này, quá rẻ luôn các bác anh chị mình nhá. Đấy, máy cào râu 360 độ các bác nhá, giá chỉ có là 80.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, ấm các bác nhá. Ấm nước này, cái này thì dung tích của nó là 3 lít, giá chỉ có là 45.000 thôi cô bác anh chị mình. 45.000 thôi các bác nhá. Ấm nước này, giá là 45.000 các bác nhá. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô kéo Nhật các bác nhá. Lô kéo Nhật bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình. Mà bác nào ở bên xây dựng hay ốp trần thạch cao thì cô bác anh chị mình có thể sắm loại này về xài cô bác anh chị mình, số lượng có hạn này. Đấy, bên em nhiên đang thanh lý với giá chỉ 690.000 thì bao gồm là một thân máy này, một hộp này, một kính này, và đi kèm là sẽ có một pin. Còn cái này là để cái hộp để đựng pin tiểu cô bác anh chị mình, kèm theo một sạc này và kèm theo chân cô bác anh chị mình nhá. Đấy, laser 5 tia xanh T20 Hukan giá chỉ có là 690.000. Ấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Ấy, dòng này là dòng tia xanh cô bác anh chị mình. Ấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái dòng máy mài Futa cô bác anh chị mình nhá. Ấy, con này thì công suất của nó là 980W, dùng đá 1 tấc này. Đấy, ngày hôm nay thì em thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 290.000, còn được tặng kèm thêm 5 viên đá cắt nữa cô bác anh chị mình nhá. 5 viên đá cắt và một bút thử điểm nữa cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu về máy mài Futa thì các bác liên hệ ngay cho em nhá. Đấy, ok chưa? Máy mài tay dài này, bóp này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái đèn giả camera nhá. Đấy, cái đèn này thì lúc người đi ngang qua là nó sẽ tự động phát sáng, và đặc biệt là sử dụng bằng năng lượng mặt trời cô bác anh chị mình. Ban ngày thì nó hấp thụ năng lượng mặt trời, ban đêm thì nó sẽ phát sáng cho cô bác anh chị mình.
Đấy, cực kỳ sáng, các bác lắp ở hành lang hoặc cổng cho em này, cực kỳ tiện lợi luôn, giả camera các bác nhá. Còn có cả rơ móc điều khiển từ xa luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 100.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Qua tiếp cho các bác anh chị mình một cái lô đồng hồ Ampekim các bác nhá. Đấy, có đồng hồ hiển thị luôn các bác anh chị mình. Giá cực kỳ rẻ luôn, đợt này thì em thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nhá. 130.000 thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn. Bác nào nhu cầu chốt đồng hồ Ampekim này thì liên hệ ngay cho em nhé. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình sạc bình ắc quy 12V 2A và 3A các bác nhá. Đấy, cái này thì giá chỉ có là 95.000 một cái thôi cô bác anh chị mình nhá. 12V 2A 3A này, cái này thì các bác sạc bình ô tô này, sạc bình xe máy. Đấy, xe đạp điện này thoải mái cho em này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt liên hệ ngay cho em nhé. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô khoan pin 10 ly Hitachi, 3 chế độ khoan bắn vít và búa và 25 cấp độ trượt và 2 chế độ nằm mảnh nhẹ nằm ở trên lưng như thế này. Đấy, bộ 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy. Đấy, cực kỳ rẻ luôn, giá chỉ có là 550.000 thôi. Đi kèm là sẽ có là phụ kiện này, đầu típ này, đấy, dây lắt léo này, đầu vít này, mũi khoan này. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhá, giá là 550.000. Qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô khoan pin 12V Makita các bác nhá. Đấy, cái này thì sẽ là 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy này, và có 2 cấp độ mảnh nhẹ nằm trên lưng này. Đấy, bộ của nó là 2 pin này. Đấy, giá bên em thanh lý với giá chỉ có là 320.000 thôi các bác nhá. 320.000, số lượng còn 10 con nữa thôi. Bác nào nhu cầu thì chốt ngay cho em nhé. Qua tiếp cho các bác anh chị mình nhá, màu các bác nhá. Cái này thì là 150 chi tiết, thì bên em hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy, màu sáp này, màu chì này, màu lông này, đấy, đầy đủ hết này. Đấy, có kéo luôn, có tẩy luôn các bác nha. Đấy, đầy đủ như thế này, thước hút chì này. Đấy, đầy đủ như thế này, các bác mua về tặng con cháu mình nhá. Giá chỉ có là 80.000 thôi, cô bác anh chị mình. 80.000 thôi các bác nha. 150 chi tiết. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, dây xịt các bác nha. Đấy, dây xịt này mình có thể kéo giãn ra được cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 90.000 thôi các bác nha. Các bác đấu về cái dây nước của mình này. Đấy, tăng áp các bác nhá. Dây vòi xịt tăng áp xanh này, các bác ghi cho em là dây vòi xịt tăng áp xanh nhá. Giá chỉ có là 90.000 thôi. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá. Đấy, sạc ắc quy 12V, giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, ngày hôm nay thì bên em thanh lý cho cô bác anh chị mình một cái lô rắc hơi các bác nhá, về rất nhiều luôn. Đấy, giá chỉ có là 70.000 một bộ như thế này thôi. Cái này thì nó sẽ có kích cỡ từ bé cho đến lớn như thế này luôn các bác này. Rất dễ sử dụng cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, dao cẩu râu này. Này, cẩu râu các bác nhá. Máy cẩu râu này thì đợt này em đang thanh lý thì giá chỉ có 100.000 thôi. Các bác muốn tỉa râu thì ấn nút một bên này. Đấy. Tỉa râu này. Còn nếu như muốn cạo mịn thì các bác bật cái chế độ này lên cho em. Đây, cực kỳ tiện các bác nhá. Giá chỉ có là 100.000 thôi. Cái này thì mình hết pin thì mình sạc điện cho em này. Đấy, ok chưa? Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, bộ làm neo làm móng các bác nhá. Đấy, giá chỉ 70.000 một bộ mà đầy đủ phụ kiện luôn các bác nhá. 70.000 một bộ này, các bác mua về cho chị em hoặc là vợ con mình xài nhá. Đấy, quá ok luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Đây là bếp ga mini để cho cô bác anh chị mình bỏ túi để đi du lịch. Cô bác anh chị mình này mình có thể gấp gọn được cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bình ga thì mình lắp ở đây này. Đấy, bếp ga mini này. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn. Các bác gấp nhỏ lại thì các bác bỏ vào trong ba lô túi sách cho em đi du lịch thoải mái. Giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 120.000 thôi các bác nhá. Đấy, giá là cực kỳ rẻ luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô rửa xe pin của Dewatt cô bác anh chị mình nhá. Cái dòng này thì sẽ là 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy này. Đây, nói chung là đầy đủ phụ kiện rồi. Đấy, các bác có thể mua về rửa xe pin hoặc là các bác tưới cây, tưới lan cái cảnh, các bác có thể sử dụng cái loại này cho em. Đấy. Và cái hàng này thì bên em ngày hôm nay em thanh lý với giá cực kỳ siêu rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt này thì liên hệ ngay cho em này. Giá chỉ có là 980.000 thôi các bác nhá. 980.000 một bộ như thế này thôi. Giá là siêu rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em.
rửa xe pin các bác nhé. Rồi em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, một cái lô máy xay thịt xay cá 2 lít các bác nha, kitchen nha các bác nha. Xay thịt xay cá này bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu về máy xay thịt này đấy, thì giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nha. Dung tích là của nó là 2 lít các bác nha. Đấy, ok chưa ạ? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, máy xay tóc Nova các bác nha. Cái này thì các bác có thể mua về cho các con mình ở nhà xay tóc này đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Hoặc là các bác có thể đưa đi du lịch picnic khắp nơi cho em, bỏ trong vali là cực kỳ tiện các bác nha. Giá chỉ có là 35.000 thôi các bác anh chị mình, 35.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn các bác nha. Rồi các bác nha, đây là cái dụng cụ để cô bác anh chị mình muốn di chuyển vật dụng ở trong nhà mình như tivi, như tủ lạnh này, hoặc là tủ lạnh hoặc là tủ đồ áo quần mà nặng quá thì cô bác anh chị mình có thể dùng cái đòn bẩy này bật lên rồi kê vào, và xong các bác có thể đẩy tủ đi nhẹ nhàng các bác nha. Đấy, tủ tivi này, đấy, tủ áo quần này, hoặc là máy giặt này, tủ lạnh này. Đấy, một mình không có thể khiêng được thì các bác có thể di chuyển bằng cái này. Cái này thì nó sẽ có 4 cái máy xe như thế này, rất ok luôn, và mình có thể kéo đi cho em nhá. Đấy, giá chỉ có là 90.000 một bộ như thế này thôi, giá cực kỳ bèo luôn đây các bác nhá, 90.000 thôi. Kéo cắt gà của Nhật các bác nhá, cái này thì rất tiện luôn các bác anh chị mình chả cần phải bỏ ra thớt để mình cắt đâu các bác nhá. Các bác có thể cắt bằng kéo này cho em nhá. Kéo cắt gà này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, ok chưa? Ngày hôm nay thì em có về một cái lô khoan 13 ly DW các bác nhá, đầu Autolock. Hàng này thì sẽ có là 2 viên pin, một sạc, một thân máy, motor từ không chuyển than các bác nhá, đầu 13 ly. Đấy, 20 cấp độ trượt này, 3 chế độ khoan bắn vít vào búa này, hàng từ này. Không có giá nào rẻ hơn hôm nay nữa các bác nhá, 760.000 các bác nhá. 760.000 này sẽ được 2 viên pin 10 cell, một sạc của một thân máy này, motor từ không chuyển than các bác nhá. Cô bác anh chị mình cái lô thùng các bác nha. Đấy, thùng bé, thùng vừa, thùng lớn này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thùng nào thì cứ liên hệ ngay cho em nhá. Thùng bé này, ngang này, dài là tầm 35 này. Đây, dài là tầm 35 các bác nhá. Đấy, còn như chiều rộng của nó này. Đây, chiều rộng của nó là tầm 17. Là giá là 150.000. Còn như bác nào mà lấy thùng lớn hơn thì dài của nó là 40 này. Đây, 39 40 nhá, 40 này. Đấy, rộng của nó này. Đây, rộng của nó là tầm 20 này, giá chỉ có là 190.000. Còn như đây là thùng lớn các bác nhá, thùng lớn này, thùng lớn này thì chiều dài của nó là 42-43 này, đây 42-43 các bác nhá. Đấy, và chiều ngang của nó này, đây chiều ngang của nó là tầm 23-24 gì đấy, giá là 250.000. Đấy, phía trên là sẽ có là một nấc để các bác bỏ những cái vít này. Đấy, hai bên là sẽ có hai bên như thế này hết các bác nhá. Và phía trong thùng các bác này, phía trong thùng là sẽ có một cái khay đựng như thế này. Đấy, các bác có thể bỏ đồ nghề ở trên này, phía dưới thì các bác có thể bỏ đồ nghề vào trong. Đấy, thùng bé này giá chỉ có là 150. Thùng 40 cent này thì giá là 190. Còn như cái thùng 42, 43 cent này thì giá là 250.000 các bác anh chị mình nhá. Nữa là lô móc khóa này. Lô móc khóa các bác nha, cái này thì các bác làm trò giải trí cũng được. Đây, các bác anh chị mình này, đấy, ngồi rảnh rơi thì này. Đấy. Đấy. Cái này thì có mở luôn cả kèm luôn cái đồ đầu mở bia này, dao này. Đây, dao này. Đấy, dao cắt nha, nếu như các bác gặp cái sợi dây nào đấy các bác có thể sử dụng dao cho em. 25.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, móc khóa các bác nha. 25.000 thôi, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình luôn. Đấy. Rồi bổ cạo râu này. Đấy, 36 cái đầu thay. Đấy. Bổ cạo râu 36 đầu thay, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 50.000 thôi. Tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy. Bổ khoan vali. Rất nhiều phụ kiện, búa này, dao độc giấy vít này. Một lết này, thước mét này. Đấy, rồi là băng keo này. Đấy, kim này. Đầu vít nổ bụi khoan này, rất nhiều luôn. Và đầu này là đầu 13 ly các bác nhá, có điều tóc ngay chân cò luôn. Em Nhiên đang thanh lý với giá là 450.000 cô bác anh chị mình. 450.000, đấy, giá là siêu rẻ cho cô bác anh chị mình luôn. 450.000 các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhé. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy,
bổ mũi khoan lục giác đa năng nhá. Cái này thì có tận 5 mũi các bác nhá. Có tận 5 mũi này. Đấy. Từ mũi bé cho đến mũi lớn nhất là mũi 12 các bác nhá. Đấy, mũi lớn nhất là mũi 12 này, 6 8 10. Đây. 6 8 10 12 này. Đây. Đấy. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên với giá chỉ có là 170.000, đấy, 170.000 các bác nhá. Đấy, 6 8 10 12. Có hai mũi 6, một mũi 8, một mũi 10, một mũi 12 các bác nhá. Đấy, 6 8 10 12 này giá chỉ có này. Giá chỉ có em Nhiên đang thanh lý với giá là 170.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, giao được giấy này bản lớn này. Bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 10.000 thôi cô bác anh chị mình. 10.000 các bác nhá. Đấy, 10.000 giá là siêu rẻ luôn. Bình xịt nhớt này. Đấy, các bác bỏ nhớt vào tra xích hoặc tra sen này. Giá chỉ có là 35.000 thôi các bác nhá. 35.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, bác nào chốt liên hệ ngay cho em. Khò ga này. Đấy, khò ga đen các bác ghi cho em là khò ga đen nhá. Nhiệt độ nó chịu nóng được 1.300 độ C các bác nhá. Giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình. 40.000. Đấy, còn bác nào mà nhu cầu về khò ga xanh của Nhật này thì giá chỉ có là 35.000 thôi các bác này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô vít tăng. Đấy, vít tăng này thì mình có thể trở đầu sang là thành chữ L như thế này cũng được này. Đấy, hoặc các bác để như thế này cũng được này. Giá chỉ có là 10.000 một cái thôi. Vít tăng thì mình cần phải ấn xuống như thế này, mình tút nó ra. Đấy, các bác thích khắc nào thì các bác để khắc đấy cho em. Nó là có hai đầu các bác nhá. Có hai đầu. Đấy. Vừa vít này, vừa ba ke này. Đấy, các bác có thể sử dụng dẹp này. Dẹp này hoặc là ba ke như thế này các bác nhá. Giá chỉ có là 10.000 thôi. 10.000 một cái vít như thế này các bác nhá. Giá là siêu rẻ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi, qua tiếp cho bác anh chị mình tiếp này. Lô đá mài này. Lô đá mài dao các bác nhá, hai mặt các bác nhá, một mặt nhám và một mặt trơn này của Nhật các bác nhá. Giá chỉ có là 55.000 thôi. 55.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, giá là siêu rẻ luôn. Rồi, tiếp tục em Nguyên qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy. Ổ khóa chống cắt chống trộm. Các bác nào mà lấy size 50mm ấy thì giá chỉ có là 45.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy lưu top mà size 60 ấy thì cái dòng này là 100.000 các bác này. Đấy, lưu top này. Đấy, 60 dòng này là chống cắt chống trộm này. Giá chỉ có là 100.000 thôi các bác anh chị mình. Dây dù để phơi áo quần các bác nha. Đấy, 10.000 một cuộn thôi các bác nha. Dây dù phơi áo quần 10.000 một cuộn như thế này thôi các bác này. Đấy. Cái này thì các bác có thể buộc làm dây vòng cũng được. 10.000 một cuộn như thế này thôi. Giá cực rẻ luôn. Rồi. Cưa gập, cưa cây các bác nha. Cưa cây, cưa gập này. Đây, cái cưa cây, cưa gập giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. Cưa gập giá là 75.000 các bác nha. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhé. Cưa gập này. Đây, giá là 75.000 một cái cưa gập như thế này thôi các bác nhá. Đấy, các bác có thể mua về cưa cây cho em, hàng này hàng của Nhật Bản nhá. Cưa gập là 75.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái bình đựng nước để các bác cầm đi văn phòng hoặc là các bác đi học này. Đấy, cái này giá chỉ có là 70.000 thôi các bác nhá. 70.000 này. Đấy, còn đây là bình đựng nước nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái này thì các bác đựng rượu hoặc là đựng nước cũng được. Giá bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 75.000. Đấy. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Đấy, bác nào nhu cầu về cái bộ dao của Nhật ạ. Đấy, cái bộ dao này thì có 5 món. Đấy, dao cắt này. Đấy, dao thái thịt này. Đấy, dao chặt này. Đấy, và có bộ đồ dắt luôn, mài dao này, kéo này. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý thì giá là 170.000 các bác nhá. 170.000. Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình dùng củ lấy lông mũi các bác nhá. Cắt tỉa lông mũi này. Cắt tỉa lông mũi bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy. Cắt tỉa lông mũi giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nhá. Đấy, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình nhá. Kéo các bác anh chị mình nhá. Kéo này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 15.000 một cái thôi các bác này. Kéo nhỏ này. Đấy, ok chưa? Rồi, tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Đây. Bộ tít nhỏ các bác nhá. Có cần từ đồng này. Đây, nối này đầy đủ các bác nhá. Giá chỉ có là 100.000 thôi. Rồi, đá cắt này. Một tệp như thế này là 25 đá cắt. Bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 60.000 thôi các bác anh chị mình nhá.
Đấy, đá cắt này giá chỉ có là 60.000 thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Quạt này, quạt tích điện các bạn, cái này thì cô bác anh chị mình đi du lịch picnic gì cũng tiết rất tiện, bỏ trong ba lô túi sách này hoặc là các bác bỏ trên bàn làm việc, bỏ trên bàn làm việc hoặc là bàn học cho em nhá, cực kỳ tiện này, có tay cầm luôn này. Đấy, ok chưa? Gập lên gập xuống thoải mái cho em này. Đấy, cái này thì nó là 2 trong 1, vừa đèn vừa quạt cô bác anh chị mình, sạc điện là sạc điện 220V. Đấy, đây là quạt này. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 160.000 này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái bổ vali khoan này, 10 vali này, có điều tốc ngay chân cò luôn các bác nhá, có phụ kiện đầy đủ các bác này. Đấy, có kềm này, có mỏ lết, có búa tô vít này, bút thử điển này. Đấy, dao lọc giấy này. Đấy, thước mét này. Đấy, bên em Nhiên Thanh Lý với giá chỉ có là 450.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. 450.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái bộ Lego xếp hình cô bác anh chị mình nhá, 520 chi tiết. Đấy, cái này thì các bác mua về cho con em mình để không phải sử dụng điện thoại nữa này, để xếp các hình này theo trí tưởng tượng của con em mình này. Đấy, giá chỉ có là 110.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô máy mài đét mắc hàng chính hãng các bác nhá. Đấy, hàng này thì có điều tốc sau đuôi luôn cô bác anh chị mình. Sử dụng đá một tấc các bác này. Đấy, sử dụng đá một tấc các bác nhá. Đấy, công suất của máy này là 750W, sử dụng đá một tấc, vòng tua là 1.000 này. Đấy, rất ok luôn cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 330.000, bên em tặng kèm thêm 5 lưới cắt sắt các bác nhá. Tặng kèm thêm 5 lưới cắt sắt nữa này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Sau đây thì em sẽ test máy hàn cho cô bác anh chị mình. Đấy, que 2.6 và 3.2 đây cô bác anh chị mình. Đấy, trước tiên thì em sẽ test que 2.6 trước cô bác anh chị mình nhá. Máy hàn Lincoln này ARC220E giá chỉ có là 680.000 thôi cô bác anh chị mình này. Đấy, em test thực tế cho cô bác anh chị nào mà nhu cầu muốn mua các bác nhá. Đấy, quá khỏe luôn cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì các bác hàn que 2.5, 2.6 thì các bác hàn cả ngày cho em. Đấy, còn que 3.2 thì các bác hàn số lượng thôi cô bác anh chị mình, 15 đến 20 que một lần thôi các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 680.000, siêu khỏe. Đây, còn đây là que 3.2 này. Thì đi kèm sẽ có một cái cò xỉ nữa các bác anh chị mình nhá. Kèm theo một cái cò xỉ như thế này để lúc mà các bác hàn xong lại các bác có thể đánh này. Đấy, đập cái mối hàn ra cô bác anh chị mình nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào mà nhu cầu chốt này, máy hàn Lincoln này của Đức này, đấy, giá chỉ có là 680.000 thôi cô bác anh chị mình. 680.000 thôi cô bác nhá. 60.000. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, máy khảo râu này. Đây, máy khảo râu các bác nhá. Đây, giá chỉ có là 130.000 thôi. Nó sẽ đi kèm là một cái đầu khảo râu, một đầu tỉa lông mũi này. Đấy, một đầu để mình đi qua hàng râu, nói chung là để cho nó bằng đi cho nó nhanh này. Đấy, hoặc là các bác có tỉa lông mai để đi tóc mát
rau mà có rau quay nón ấy. Đấy, tỉa để bằng đi cho nó tiền này. Đấy, và cái này thì cái đánh. Lúc mà các bác cạo xong rồi thì các bác có thể lấy chổi để đánh đi. Đấy. Và nó là cái này thì sạc điện các bác nha. Đấy, sạc điện. Nó sẽ tích trữ pin ở phía trong này. Giá chỉ có là 130.000 thôi. 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, máy cạo râu 9D các bác nha. Đấy, máy cạo râu 9D này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhé. Đấy. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về máy đo huyết áp ạ. Đây, máy đo huyết áp thì bên em đang Nhiên, em Nhiên đang thì nghỉ với giá chỉ có là 250.000 thôi các bác nhá. Đấy, 250.000 với cái dòng máy đo huyết áp các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Rồi, qua tiếp cho các bác anh chị mình một cái lô T3 đầu các bác nhá. Đây, T3 đầu, một đầu là đầu 12 này, một đầu là đầu 14 này và một đầu này là đầu 10 này. Giá em đang thanh lý thì giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình. 40.000 thôi. Đấy, giá là siêu rẻ rồi. Máy dao ba khe. Đấy, máy dao ba khe bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 thôi. 25.000 một cái máy dao ba khe các bác nhá. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Tường bác nào bị nứt thì sắm ngay cho em lò trét tường này. Đấy, lò trét tường các bác nhá, giá chỉ có 25.000 một típ như thế này thôi các bác nhá. Tường nứt này, đấy thì sắm ngay cái lò này về trét vào cái chỗ nứt cho em. 25.000 một típ này. Đấy, quá rẻ cô bác anh chị mình. Đấy, chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên. Chị Hàn. Chị Hàn thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 40.000 một cuộn thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 40.000 một cuộn. Đấy, hàng này thì các bác mua ở ngoài cũng không có đâu. Cái này thì vì giá này là giá quá rẻ rồi. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi. Rồi em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Lam xích tròn. Đây, lam xích tròn các bác nhá. Lam xích tròn bên em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. Lam xích tròn này 55.000. Đấy, lam xích này là một tấc các bác nhá. Lưỡi cắt gỗ một tấc này. Lưỡi cắt gỗ một tấc này thì giá chỉ có là 35.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu lưỡi cắt gỗ Makita 1 tấc 85. Đấy, 1 tấc 85 các bác nhá. Giá chỉ có là 80.000 thôi các bác anh chị mình. Cắt gỗ 1 tấc 85 này giá là 80.000 này. Miếng dán giải độc này. Trong này là có 50 miếng. Bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi. Cái này thì một ban đêm thì các bác có thể dán vào, ngày mai các bác bóc ra cho em nhé. Nó sẽ hút hết các chất độc ra ngoài các bác nhá. Giá chỉ có là 50.000 một hộp như thế này thôi. Giá là siêu rẻ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, rồi em Nhiên qua tiếp cho các bác này. Đấy, dụng cụ làm vườn mini nhá. Cái này thì các bác có thể làm vườn ở các bể, các cái chậu nhỏ nhỏ như thế này thì các bác có thể làm vườn cho em. Đấy, cào xẻng xúc này, giá chỉ có là 20.000 thôi. 20.000 thôi cô bác anh chị mình. Dụng cụ lấy dấu này, giá là 50.000 các bác nhá. Dụng cụ lấy dấu là 50.000 này. Bào rau củ quả này 55.000 các bác nhá. Bào rau củ quả hàng của Nhật Bản này các bác này, giá là 55.000 này. Đấy, ok chưa? Đấy, 55.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi bác nào nhu cầu về kính lúc kính này là kính nhòm, ống nhòm các bác nhá. Ống nhòm một ống này giá là 120.000 các bác nhá. Ống nhòm một ống là 120.000. Còn bác nào mà nhu cầu ống nhòm hai ống này giá là 300.000 cô bác anh chị mình. Ống nhòm hai ống thì giá là 300.000 các bác nhá. Còn đây là sạc pin 1650. Đấy, sạc pin 1650 các bác nhá. Sạc pin này thì giá là 45.000 sạc đôi. Còn nếu như các bác lấy sạc một thì giá chỉ có là 25.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, giá này là giá là quá rẻ rồi. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Khóa số các bác. Đấy, khóa số các bác nhá. Khóa số này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy, cái này thì các bác về khóa xe hoặc là khóa cổng cho em. Giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. 80.000. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tông đơ cắt tóc này. Đấy, cái này sẽ đi kèm theo là sẽ có 4 cái cử các bác nhá. 4 cái cử, một cái lược này, dầu để tra này, sạc này. Giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nhá. 150.000. Lưỡi cắt đa năng này. Đây, lưỡi cắt đa năng, cái này thì về cắt gạch, cắt gỗ, cắt gì cũng được. Đấy, giá bên em đang thanh lý với giá là 50.000 một lưỡi như thế này các bác nhá. 50.000 một lưỡi này. Đấy, giá quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy.
qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô kìm bấm chết các bác nhá. Đấy, kìm bấm chết Crookman này. Cái này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 100.000 thôi. Còn như các nào mà lấy Kazuko của Nhật Bản ấy thì giá là 140.000 các bác nhá. Kazuko của Nhật Bản này 140.000 này. Còn đây là lục giác này. Đây, lục giác các bác nhá. Lục giác thì giá là 120.000, hàng Kapashi của Nhật Bản này, giá là 120.000 cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình búa này, búa mì này. Đây, búa cờ mì các bác nhá, búa cờ mì này, giá chỉ có là 65.000 thôi. Búa cờ mì này giá là 65.000. Rồi qua tiếp thùng các bác nhá. Đây, thùng này. Các bác nào mà thích lấy thùng bé thì các bác lấy thùng bé, mà lấy thùng lớn thì cô bác anh chị mình lấy thùng lớn này. Thùng bé này. Đấy, nó thiết kế thì cũng giống nhau hết thôi. Nhưng quan trọng là kích cỡ của nó là sẽ khác nhau. Thùng bé thì giá là 150.000. Thùng bé là 150.000, còn thùng lớn thì giá đây. Thùng bé này 150. Thùng lớn thì giá là 190, còn thùng lớn hơn nữa thì giá là 250.000. Đấy, thùng dưới cùng này, lớn hơn này, tầm 43 44 cm ấy. Đấy, tầm 43 44 cm ấy thì giá là 200 250. Còn những cái thùng 40 cm này ấy thì giá là 190.000. Đấy, còn cái này thì nó sẽ tầm ba mấy thôi. Đấy thì nó sẽ giá là 150.000. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhé. Đấy, liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy, ba kích cỡ thùng khác nhau của bác anh chị mình nhá. Đấy, em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình ấm này. Ấm các bác nhá. Ấm nhỏ các bác nhá. Đấy, ấm này, ấm nấu nước nhỏ này. Cái này thì giá là 45.000 thôi. Ấm nấu nước nhỏ này giá là 45.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy, 45.000 thôi các bác anh chị mình. Muỗng inox này 2466, cái muỗng inox này giá chỉ có là 55.000 thôi các bác anh chị mình. 55.000 thôi, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình rồi. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Rồi, chổi quét trần nhà này bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 70.000 thôi. Cái que này thì mình có thể kéo dài được tận 3m các bác nhá. Cái que này mình kéo dài đến 3m nên các bác yên tâm là mình có thể quét ở trên cao luôn được các bác nhá. Đấy, đèn giả cam này. Cái này thì ban đêm thì có người đi qua thì nó sẽ sáng, và nó đặc biệt là nó là hấp thụ bằng năng lượng mặt trời. Nó hấp thụ bằng năng lượng mặt trời của bác anh chị mình nhá. Đấy. Cái này thì các bác không cần sạc vì nó cũng chả sạc được ở đâu hết. Ban ngày thì nó sẽ nạp vào, ban đêm nó sẽ tự sáng cho cô bác anh chị mình. Đấy, quá ok các bác nhá. Đấy. Giá chỉ có là 100.000 thôi cô bác anh chị mình. Ban ngày thì nó sẽ tự động tắt cho cô bác anh chị mình và tự nạp điện vào. Giá là 100.000 thôi các bác nhá. Rồi, qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, thắt lưng da cá sấu các bác nhá. Giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Thắt lưng da cá sấu này 150.000 này. Loa phóng thanh các bác nhá. Loa phóng thanh này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, loa phóng thanh các bác nhá, giá là 200.000 các bác nhá. Đấy, giá siêu rẻ luôn. Tất tay làm vườn 20.000 một đôi thôi cô bác anh chị mình nhá. Tất tay làm vườn này, các bác ghi cho em là tất xanh làm vườn các bác nhá. Giá là 20.000 một đôi này. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, bình 10 lít các bác nhá. Bình 10 lít này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 250.000 thôi. Còn bác nào mà lấy bình 8 lít thì giá chỉ có là 220.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Cái này thì các bác có thể đựng nước đá vào trong này. Đựng nước đá vào trong này, kỳ tiện luôn. Giá chỉ có là 250.000 một cái bình đựng như thế này. Có vòi xịt ra luôn các bác nhá. Có vòi xịt ra luôn này. Đấy, ok chưa ạ? Có tay xách để mình xách đi. Và phía dưới chân này mình còn có thể bật được cao lên nữa các bác nhá. Mình có thể bật được cao chân lên như thế này nữa các bác này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 250.000 thôi. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy, cái này mình có thể bật được cái chân ra như thế này. Đấy, ok chưa? 250.000 của bác anh chị mình nhá. Còn bác nào mà lấy 8 lít thì giá là 220.000. Đây, ngày hôm nay thì em Nhiên về test cho cô bác anh chị mình cái lô mũi khoan tháp này. Đây, mũi khoan tháp các bác nhá, nó có 3 kích cỡ 12mm, 20mm và 32mm. Đấy, giá đang thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình. 90.000
thôi các bác nhá. Giá là siêu rẻ luôn của bác anh chị mình nhá. Mụi khoan tháp này giá là 90.000 này. Đấy. Tiếp tục em nghiên qua tiếp cho các bác anh chị mình này. Đây, thước này lavo này. Cái này thì có thước thủy ở trên này luôn này. Có cả thước mét này. Đây. Đây thước để đo luôn để có kẻ vạch chỉ luôn của bác anh chị mình nhá. Và đặc biệt thì nó còn có cả laser luôn của bác anh chị mình. Đây, laser đây các bác nhá. Đấy, ở đây là có laser 4 cảnh ở phía đầu này cho cô bác anh chị mình. Đấy, các bác lắp pin vào. Các bác lắp pin vào thì các bác xài thôi. Giá chỉ có là 80.000 một cái thước lavo này. Mình còn có cả một cái dây thước kéo nằm ở sau như thế này nữa cô bác anh chị mình này. Đây, có một cái dây thước kéo nằm ở sau như thế này nữa các bác nhá. Đấy, dây thước kéo nó nằm ở đằng sau như thế này. Mình thể có thể kéo ra này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Thước lavo này, bên ngành xây dựng này. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này, kéo cắt ống nước này. Bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đây thước à, đây là kéo cắt ống nước nha các bác nhá. Giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy, giá này là quá rẻ rồi. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi, rồi bác nào có nhu cầu về kim cắt cộng lực bé ạ. À, à. Dòng này là dòng 8 inch các bác nhá. Đấy, kim cắt cộng lực của Anton này. Bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 120.000 này, giá là siêu rẻ rồi các bác nhá. Kìm cộng lực Anton này, giá là 120.000 này. Đồng hồ vạn năng, đây, đồng hồ vạn năng các bác nhá. Cái này thì đo vôn này, đo ampere này. Đây, giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 130.000 này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên này. Đấy, ok chưa ạ? Rồi tiếp tục em nghiên qua tiếp cho các bác anh chị mình em về một cái lô kính lúp này. Đây. Cái này thì giúp cho các bác người già hoặc là các bạn mà đang còn đi học cấp 2, cấp 3 đang học sinh học này. Đấy thì có thể mua kính lúp này. Đấy, hoặc các bác học các bác đọc sách báo này, các bác có thể sử dụng kính lúp này các bác nhá. Cái này thì về các bác mua pin bỏ vào cho em nhá. Đấy, mua pin bỏ vào cho em này, còn không thì các bác có thể sử dụng thường cho em cũng được. Giá chỉ có là 65.000 một cái kính lúp như thế này thôi cô bác nhá. 65.000 một cái kính lúp như thế này thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Kính lúp này giá là 65.000. Rồi tiếp tục em nghiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về cái lò RP7 này, lò RP7 này thì là chất bôi trơn đấy. Ta dùng cái này thì xịt vào để chống rỉ rét các bác nhá. Xịt vào để chống rỉ rét này, RP7 giá chỉ có là 30.000 một lò thôi các bác nhá. 30.000 một lò này, đấy giá là cực kỳ rẻ cho các bác anh chị mình thôi. Đấy, qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đây, máy cào râu các bác nha. Máy cào râu cái này thì các bác muốn tỉa râu thì các bác ấn cái bên cạnh đây thì sử dụng ở đây các bác này. Tỉa râu này. Đấy, còn nếu như mà các bác muốn cắt cào râu mịn ấy thì các bác gạt cái này xuống, các bác xài phía trên thôi. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 100.000 thôi, thanh lý giá cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình. 100.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá là siêu rẻ cho cô bác anh chị mình luôn. Đấy, 100.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, có bác nào nhu cầu về kho ga xanh của Nhật nhá, giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác nhá. Kho ga xanh của Nhật này giá là 35.000 này. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên vào số hotline của cửa hàng nhất nhá. Rồi, tiếp tục em nghiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô pin tiểu này. Đây, pin tiểu này, pin sạc được này. Pin tiểu này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 3.000 một cặp như thế này thôi các bác nhá. Pin tiểu thì 3.000 một cặp như thế này thôi. Còn pin sạc được 1865 ấy thì cái pin này thì giá là 15.000 một viên. Đấy, pin này thì là 15.000 một viên thôi cô bác anh chị mình. Đấy, cái này là pin sạc được các bác nhá. 15.000 một viên này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi em nghiên qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô vít này, cả đầu bắn tôn này. Đấy, 2.000 một cái này các bác nhá. Bác nào lấy đầu bắn tôn thì cũng 2.000 một cái này, còn bác nào mà lấy đầu vít ba ke hai đầu này, giá cũng là 2.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Đấy, 2.000 một cái thôi, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình rồi. Đấy, chốt thì nhanh tay liên hệ cho em. Còn đây là cái hộp sửa chữa điện thoại này. Đây, hộp sửa chữa điện thoại các bác nhá, giá chỉ có là 25.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 25.000 thôi. Đấy, rất nhiều đầu vít nhá. Rất nhiều đầu vít này, giá chỉ có là 25.000 thôi. Đấy, hộp quẹt Zippo này giá chỉ có là 30.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Hộp quẹt này thì bên em đang thanh lý với giá là 30.000 này. Đấy. Cái này thì về các bác đổ xăng mà
30.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi em nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đấy, bác nào nhu cầu về bộ tip các bác nhá. Tip này là tip 8 cho đến 24, có cần từ đồng, có một nối ngắn. Bên em nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000. Đấy, 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá, 150.000. Đấy, có cần tự động luôn này. Tip này là tip 1/2, giá chỉ có là 150.000 thôi. Ngày hôm nay thì bên em có về một cái lô áo mưa cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì bao cho cô bác anh chị mình đi đường các bác này. Đấy, cái này thì may kín hai bên luôn chứ không phải là áo mưa rơi các bác nhá. May kín này. Và ở đường rửa này, ở đường rửa thì sẽ có cúc và xét các bác nhá. Cái này là có vừa cúc vừa xét này. Đấy. Cái này thì nó bị hư trong thì nó đã dập hết rồi nên là các bác yên tâm là mưa sẽ không bị thấm các bác nhá. Đấy, và cái áo này thì cực kỳ lớn luôn. Và chiều dài của nó thì từ vai đi xuống là nó tầm 1m25. Còn như từ đầu đi xuống là 1m4 cô bác anh chị mình nhá. Từ đầu đi xuống là 1m4 này. Đấy, cực kỳ lớn và được bo chun hai tay luôn các bác này. Bo chun hai tay hai đầu luôn đấy cô bác anh chị mình. Đấy. Và ngày hôm nay thì nó là sẽ về hai màu cho cô bác anh chị mình. Bác nào thích màu này thì các bác lấy màu này cho em nhá. Xanh nõn các bác nhá. Đấy, còn cái này là xanh đậm các bác này. Đấy. Và cái dòng áo mưa này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 170.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 170.000 thôi. Cái này thì bác nào mà hay đi làm thì sắm ngay cho em cái áo mưa như thế này. Đấy, đi đường ô tô mà tạt nước là nó không bị dơ người này. Đấy, cực kỳ tiện. Và ở ngoài sẽ có một kèm cái túi xách như thế này. Khi dùng xong rồi thì các bác bỏ vào. Đấy, bấm cúc lại là được. Ok chưa? Đấy, áo mưa nhá các bác nhá. Đấy, trên này là có thêm một cái dây rút này. Đấy, khi các bác đổi lên đầu thì sẽ có dây rút để rút lại này, cực kỳ tiện lợi luôn. Dành cho bác nào đi làm xa hoặc là đi hay đi giao hàng, chở hàng cho em. Đấy, cực kỳ tiện. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, đây là tông đôi cắt tóc các bác nhá. Cái này thì kèm là có 4 cử này. Đấy, lược này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Cho cô bác anh chị mình tiếp này. Khay inox để đựng thức ăn này. Đấy, nó có kích cỡ là 10, 12, 14, 16, 18 các bác nhá. Đấy, nó sẽ kích cỡ lớn dần và có nắp đẩy các bác này. Giá chỉ có là 39.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 39.000 thôi các bác nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Ngày hôm nay thì bên em Nhiên về một cái lô máy robot hút bụi này. Đấy, bác nào có nhu cầu về robot hút bụi thì các bác có thể liên hệ cho em Nhiên nhé. Vào số hotline của cửa hàng bên em là 0917210707 các bác nhá. Ấn nút cái là nó chạy hút rác từ nhà rồi các bác nhá. Đấy. Cực kỳ tiện luôn. Bác nào mà không có thời gian để cất nhà thì các bác có thể sắm ngay em robot này. Đấy, giá là siêu rẻ luôn rồi. Nên là cứ sắm đi về để cho nó chạy. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Nó chạy hết vòng thì nó sẽ tự về à. Qua tiếp cho cô bác anh chị một cái dòng dao thái của Nhật Bản các bác nha. Đấy, các bác nhìn cái dao này. Vân rồng luôn cô bác anh chị mình. Đấy, nhìn cực kỳ chắc chắn các bác nha. Đấy, các bác thái thịt hoặc là thái chi các bác thái này. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi cô bác anh chị mình. 160.000 nhá, giá là cực kỳ rẻ luôn. Đấy, ok chưa? Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, đèn ốp tường các bác nha. Đèn ốp tường này, đấy, cái này cũng sử dụng bằng năng lượng mặt trời luôn cô bác anh chị mình. Đèn này thì nó có hai bóng, cái này thì các bác về gắn trên tường. Đấy, người đi qua thì nó sẽ phát sáng cho cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 85.000 thôi các bác nhá, 85.000 thôi. Chảo tổ ong, đấy, giá chỉ có là 140.000. Dầu Hàn Quốc này, dầu nóng Hàn Quốc này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 110.000 thôi các bác nhá. Hộp màu 150 chi tiết. Đấy, bên em đang bán với giá chỉ có là 80.000 thôi, 150 chi tiết này. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Các bác mà lấy khò thường này, này. Khò các bác nhà khò này thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn các bác lấy ấm pha trà này, này. Ấm pha trà này, cái này ấm pha trà giữ nhiệt. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 130.000 các bác nhá. Ấm pha trà giữ nhiệt này, giá chỉ có 130.000 này. Đấy, thuốc ngâm chân này, đấy, bột ngâm chân các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 50.000 một bịch thôi cô bác anh chị mình.
50.000 một bịch. Đấy, bạt che xe máy này. Đấy, bạt che xe máy các bác nhá, giá chỉ có là 30.000 thôi các bác nhá. Bạt che xe máy này, giá 30.000. Còn bác nào nhu cầu về bộ nồi này, đây bộ nồi inox từ bé cho đến lớn này, đấy bộ ba nồi các bác nhá. Đấy, có tay cầm, có nắp đẩy bằng thủy tinh luôn. Giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy, 180.000. Qua tiết cho các bác này, bác nào mà nhu cầu mà muốn tiết kiệm tiền thì các bác có thể bỏ két sắt cho em này. Đây, két sắt tiết kiệm tiền các bác nha. Giá chỉ có là 370.000 thôi. Đấy, nó sẽ có thêm 3 chìa khóa này. Đấy, 3 chìa khóa các bác nha. Các bác muốn tiết kiệm tiền thì các bác có thể bỏ tiền vào đây này. Đấy, các bác khóa lại cho em nhé. Giá chỉ có là 370.000 thôi cô bác anh chị mình. Ngày hôm nay thì bên em có về một cái lô dây xịt các bác nha. Đây, lô dây xịt này. Đấy, xịt này tặng kèm thêm đầu vò xịt luôn. Giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, dù che, che mưa, che nắng này. Đấy, chống tia UV này. Giá chỉ có là 50.000 một cái dù như thế này, gấp gọn bỏ vào ba lô là các bác đi thoải mái cho em. 50.000 một cái dù thôi các bác. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, keo dán đa năng này. Đấy, keo dán đa năng thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 25.000 một típ như thế này thôi các bác, về dán dày, dán dán sắt, dán gỗ, dán nhựa, cái dán gì các bác dán nhá. 25.000 thôi. Rồi, tiếp tục qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đấy. Kính lúp thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi các bác nhá. Kính lúp này 65.000 này. Miếng dán thải độc. Đấy, miếng dán thải độc trong này sẽ có 50 miếng các bác nhá. Miếng dán thải độc là trong này 50 miếng, giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. 50.000 thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Liên nhá. Đấy. Rồi, qua tiếp cho các bác mình một cái lô đũa này. Đấy, lô đũa của Hàn Quốc nhá. Giá chỉ có là 30.000 10 đôi này. Đấy, một hộp như thế này là 10 đôi. Giá chỉ có là 30.000 thôi. Dây dù phơi áo quần này bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 10.000 một cuộn thôi các bác nhá. Đấy, dây dù phơi áo quần là 10.000 một cuộn này. Đấy, quá rẻ cô bác anh chị mình. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Đấy, tất tay làm vườn. Tất tay làm vườn một đôi như thế này thì giá chỉ có là 20.000 một đôi thôi các bác nhá. Đấy, tất tay làm vườn một đôi như thế này là 20.000 một đôi này. Rồi, tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây, bổ nồi 3 món các bác nhá, của hàng Carmen này. Đây, hàng Carmen các bác này, này các bác nhìn thấy chắc chắn đẹp đẽ chưa? Đấy, bổ nồi 3 món này thì bên em đang thanh lý với giá là 380.000. Một nồi là 18 sen, nồi này là 18 sen này. Đây các bác này. Đây. Đấy, thì dung tích của nó là 2.7 lít. Một nồi này là 3.8 sen này. Đấy. Nhà cái nồi này là 3.8 lít. Đấy. Chiều rộng của nó là 20 sen, còn cái nồi lớn nhất là 22 sen các bác nha. 22 sen 4.7 lít này. Đấy, bộ ba nồi này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 380.000. Còn như bác nào nhu cầu cái bộ nồi Carmen loại lớn này, cái nồi này là nồi Angerbet, hàng này là hàng của Đức. Đấy. Bộ này thì bên em đang thanh lý với giá là 750.000. Một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món các bác nhá. Sáu món, đấy, giá chỉ có là 750.000 thôi. Đấy, quá rẻ cô bác anh chị mình. Tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, massage cánh bướm này. Massage cánh bướm thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi. Tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Khóa số chữ U các bác nhá. Khóa số chữ U bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn đây là dụng cụ cắt sen này. Sen xe các bác nào mà trùng ấy thì các bác có thể sử dụng cái dụng cụ cắt sen này. Giá cũng chỉ có là 80.000 thôi các bác anh chị mình. Dụng cụ cắt sen này giá là 80.000 các bác nhá. Đấy, quá rẻ. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Búa này, búa cờ mì. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi các bác anh chị mình. 65.000 thôi các bác nhá. Đấy, búng mực này. Đấy, búng mực bên em đang thanh lý với giá là 50.000 các bác nhá. Búng mực này giá là 50.000.